Tối hôm nay mình đang ở thị ở thành phố Châu Đốc của tỉnh An Giang. Ở đây là gọi là công viên 30 tháng 4. À, mọi người thấy ở đây mọi người trẻ em đang chơi chơi xe này. À, còn ở bên này thì mọi người cái này ban ngày thấy rõ hơn. Ở đây là nó có tường cá ba sa này, biểu tượng của thành phố Châu Đốc này. À, xung quanh đây là mọi người đang ăn uống với nhau, rồi con nít trẻ em thì đi chơi đua xe, rồi đi chơi lái xe các thể loại. À, hôm nay thì mình cũng có một cái trò chơi ở đây. À, cái này là đạp xe. Nguy hiểm quá, lái xe mà gặp này con nít nó chạy tới tông nhầm nó cái là thôi đó, mệt mỏi lắm. Ok các bạn, hôm nay tới đây thôi nha, hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Xài quá.